Tôi phát hiện được một cây. À, khoan từ từ. Đố anh em biết đây là cái gì? Đây để tôi nhổ lên anh em xem nhá. Nào. Ê, 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 ê. Còn viên rễ luôn. Đấy, đây anh em. Đây là cây gì anh em? Gợi ý nhá. Đây là cây túc hay là cây sộp? Rất nhiều anh em nhầm lẫn cây túc và cây sộp thì hôm nay mình sẽ làm video để phân biệt chúng nó nhá. Túc sộp, túc túc sộp túc. Thôi đùa thôi chứ nhanh thế thì bố em mà phân biệt được. Đầu tiên là cây túc nhá. Cây túc có dạng lá khá là tròn, nhìn lướt qua khá giống lá sung, khá thôi nhá. Còn túc thì dạng dài hơn. Đấy, đầu lá nhọn hơn, cái đầu lá này. Đấy và dáng lá này khác nhau đúng không ạ? Màu lá thì chưa chắc nhá. Màu lá thì lúc non thì lá túc cũng khá tía. Đây, túc đây. Túc tròn, sộp dài. Đấy, sộp thì các cái đường gân của nó rất là rõ ràng. Đấy, đường gân rất rõ ràng. Túc thì mờ hơn một chút. Đây, đây là lại là sộp này. Lá dài này. Lá rất dài. Đấy, lá dài, đầu lá nhọn. Còn túc thì sao? Túc thì đầu lá tròn hơn. Đây, đây là túc này. Túc lá tròn. Anh ấy có thể phân biệt là túc tròn, sộp dài. Cái màu da của nó cũng khá giống nhau nhá. Đây là túc này. Đây là sộp này, màu da rất giống nhau, anh em rất dễ nhầm. Đấy, nhưng mà tôi bản thân tôi thì tôi thích cái lá túc hơn vì nó tròn trịa, thì nó bóng bẩy. Còn lá sộp thì nó không được bóng như thế. Khi già nhá, khi già. Tóm lại, túc tròn, sộp dài. Đây. Lá sộp đây. Lá rất là đẹp nhá. Còn đây này. Đấy, lúc tôi mua phôi về người ta bảo đây là túc núi. Nhưng mà chả biết đây phải túc núi, tôi thấy giống đa hơn cái búp của nó này. Không biết đây là cây gì luôn. Túc núi hay đa núi hay là sộp núi thì tôi cũng chịu luôn. Đấy, chỉ biết là gốc nó khá đẹp. Gốc nó khá đẹp thì tôi mua. Người ta bảo là túc núi. Để cho nó rõ ràng hơn thì tôi sẽ ngắt hai cái lá này và đặt cạnh nhau để anh em dễ phân biệt. Lá túc bên trái, dáng lá tròn, khá là nhẵn. Còn lá sộp thì ở bên phải, dáng lá dài hơn. Gân lá của túc thì chìm hơn, còn gân lá của sộp thì nổi rất rõ. Đây là hai cái lá của hai cây khác này. Đảo ngược lại thì đây là túc, còn đây là sộp. Rất hy vọng là sau cái video này thì anh em có thể phân biệt được hai cái loại cây này một cách rất là rõ ràng và dễ hiểu. Bây giờ cùng luyện mắt anh em nhá. Lại một lần nữa này anh em ơi, đây là cái túc hay là cái sộp? Hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá.